Bảo Châu xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Châu nha. Hôm nay mình có nấu món cá phèn kho tiêu, là một món ăn rất là dân dã luôn cả nhà. Và cách làm cũng cực kỳ rất là đơn giản luôn. Khi ăn thì cá phèn rất là đậm vị nha, mặn ngọt, rất là ngon nè, và cá rất là thơm, rất là dai, không hề bị bở nha. Nước sốt thì đậm đà và mùi thơm và cay cay, rất là ngon luôn ở cả nhà. Mình ăn kèm với cơm nóng hoặc là cơm nguội cũng rất ngon luôn. Và đỡ biết cách làm như thế nào mà cá không hợp bị tanh và thơm thì mình cũng mời cả nhà mình cùng vào bếp cùng làm với Bảo Châu luôn nha. Ở đây có phèn mình mua về mình cũng đã chế rửa sạch với muối rồi nha. Mình đỡ ráo, mình cho một muỗng cà phê bột ngọt, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối và một tí xíu tiêu nha. Và mình sẽ cho thêm một muỗng canh nước mắm luôn. Và bây giờ mình sẽ cho cái phần tỏi và phần hành tím mình băm nhỏ này cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ trở đều cái phần cá nha, để cho cái phần cá nó thấm hết cái gia vị nha. Và cách nấu cá phèn cũng rất là đơn giản luôn cả nhà. Thì mình biết cách nấu thì khi ăn cá mình rất là thơm và không hợp bị tanh nha. Và mình sẽ ướp cái phần cá này trong vòng 30 phút nha. Và khi được 30 phút rồi thì mình sẽ lại bếp. Mình sẽ bắt cái chảo lên và mình sẽ cho thêm 2 muỗng canh dầu ăn nè. Và mình sẽ cho thêm 1 muỗng canh đường cắt trắng vào luôn. Bây giờ mình sẽ đi thắng cái phần nước màu nha. Để khi mình kho thì cá của mình nó được ngon và có cái màu đẹp. Và mình nấu khi mà cái phần nước màu của mình nó chuyển sang màu vàng cánh ván như thế này á thì là được nha. Bây giờ mình sẽ cho vào cái phần tỏi và cái hành tím mình băm vào luôn. Bây giờ mình sẽ đảo đều để cho cái phần hành và phần tỏi nó vàng lên nha. Và bây giờ cái phần hành và phần tỏi của mình cũng đã vàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần cá mình ướp lúc nãy vào luôn. Bây giờ mình chỉ việc mình bật lửa nhỏ nè, mình nấu cho cái phần cá của mình nó săn lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ trở cái mặt dưới lên ha, để cho phần cá của mình nó thấm gia vị cho đều nè. Cứ như vậy thì mình nấu cho cái phần nước cá, nước sốt nó khô kẹo lại là được. Đó, bây giờ mình sẽ trở một lần nữa nha. Cá của mình nó rất là săn chắc luôn cả nhà, không hề bị bở nha. Nhìn rất là đẹp và rất là ngon luôn á cả nhà. Đó, bây giờ cái phần nước sốt của mình cũng đã sền sệt lại rồi cả nhà. Cả nhà nhìn nè, cái phần cá của mình và cái phần nước lên màu rất là đẹp và rất là thơm luôn á cả nhà. Và khi mình kho cá như vậy á thì mình sẽ thắng nước màu, thì cá của mình lúc nào cũng thơm ngon và nhìn cái màu rất là hấp dẫn luôn á cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít tiêu nè. Tiếp theo thì mình sẽ cho cái phần đầu hành và hành lá lên nha. Mình cho thêm vài trái ớt xiêm và vài lát ớt sừng đỏ nữa. Đó. Và cuối cùng thì mình sẽ cho thêm một nhánh tiêu xanh nha. Và món cá phèn kho tiêu hôm nay Bảo Châu chia sẻ làm cũng rất là đơn giản. Và khi ăn thì cá của mình cứng nè, dai, không hề bị bở nha. Đặc biệt là cá của mình không hề bị tanh, rất là thơm luôn á. Khi ăn thì cay cay thơm nè. Mình ăn cùng với cơm nóng hoặc là cơm nguội rất là ngon luôn cả nhà. Và hôm nay mình chia sẻ cái món cá phèn kho tiêu đơn giản dễ làm. Nhiều bạn thì không biết cách kho thì khi ăn cá mình rất là tanh luôn á.
Các bạn có thể tham khảo công thức hôm nay bà Châu chia sẻ nha. Đảm bảo khi ăn rất là thơm ngon, cay cay, ăn cực kỳ rất là hao cơm luôn. Và cả nhà xem, nếu thấy video của Bảo Châu hữu ích thì cũng đừng quên ủng hộ mình nha bằng cách like, chia sẻ, đăng ký và nhớ rung chuông để đón xem những cái video mới nhất của mình. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bảo Châu mến chúc cả nhà ngày mới thật nhiều niềm vui và an lành nha.